็ชื่นใจไปกับว่านเลือดปูชื่นใจไปกับว่านตั้งแต่วันนั้นก็ไปกับว่านนี่กูชื่นยองเอียงนอนดูมัวตือดักลักวันนี้กูยังนอนดูมัวได้ที่รัดละต้อมแล้วยังก้อนไหนละรัดราตัวนี้เด็กก็ไม่ชู้ไหนราตัวนี้นี่ชู้ไหนกันหมูเด็กเลยนะว่านไปกับbạn xem và hôm nay mình về được là tổng là 70 mấy con cả non cả già nhá. Đó là những chú chim đây là đã lớn hết rồi, đủ lông để cánh hết rồi này. Những chú chim này chỉ đi xa là được rồi này, các bạn này. Đó còn những chú chim đây, những chú chim đây thì mình sẽ nuôi khoảng một tuần nữa mới chuyển đi được nhá. Còn những chú chim đây nữa này. Những chú trên đây thì mình nuôi khoảng 10 ngày, hơn 10 ngày nữa thì mình đi được. Và còn những chú đây nữa. Đó, hôm nay mình về tổng cộng là 70 mấy con. Đó, để mình quay các bạn xem tham khảo này. Đó. Đó. Những chú chim này thì các thức ăn thì rất là đơn giản thôi các bạn. Mình chỉ cần cho ăn cám nhồng. Cám nhồng hoặc là mình cho ăn cám trứng. Ăn cám trứng hoặc là mình cho ăn cám gà vẫn được. Nhưng mà khi mà ăn cám gà thì không được tốt cho khi mà non này nha các bạn. Đó, các bạn thấy đây, chim rất là đẹp, rất là to. Đó. Đó, đây mình quay các bạn xem. Từ to đến nhỏ, từ nhỏ đến to luôn. Đó. Và các bạn nào có nhu cầu thì mua thì cứ liên hệ với mình theo số điện thoại để trên màn hình cũng như là ở phần mô tả. Và những chú chim này thì mình bán là với giá là 1,8 triệu trên một con. Một con là 1,8 triệu, mà cái giá này là mình không bao ship nha các bạn nha. Đó, đây các bạn thấy này. Đó, con này chim này đứt mổ luôn này. Đó. Đó, mổ luôn này này. Đó. Đó, đây các bạn xem này. Đó. Đó. Và mình nó đang đói đây. Để mình chuẩn bị quay một lúc để các bạn xem để mình cũng cho nó ăn này. Đó. 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 Đang ăn cho ăn dế nhé, con nhỏ này đang cho ăn dế đây các bạn. Chim đầu mùa rất là đẹp các bạn. Nó chim đầu mùa thì nó được cái là nó có cái ưu điểm của nó là rất là khỏe mạnh và thông minh. Cũng như là to chim, và chim này là chim nhồng bầu nha các bạn. Đó. Nói các bạn là đây là chim nhồng bầu. Để tao bán mình không biết như nào nhưng mà bên mình là mình bao trống nha. Bởi vì các anh em thợ rừng cho mình lựa là mình đã lựa hết rồi. Đây là hoàn toàn chim trống hết. Đó. Để các bạn tham khảo xem nếu mà có nhu cầu thì cứ alo cho mình theo số điện thoại trực tiếp luôn. Ở gần thì tới nhà lấy luôn, mà tới ở nhà ở gần thì tới nhà tự lựa chim nhá. Còn ở xa thì mình sẽ bao trống. Đó, còn những em đây thì chưa đi được đâu các bạn. Những em đây khoảng 5 ngày đến 1 tuần nữa là mới chuyển đi được. Còn đi được rồi thì bây giờ đi được 3 em này đi xa được rồi này. Ba em này đi Hà Nội, Hải Phòng thì đi được hết rồi. Bình Dương, Sài Gòn thì là đi tận. Đó. Mình quay cho anh em biết. Đang rất là đói. Mình quay chiều tối nên là nó hơi mờ mờ một tí, các bạn thông cảm nha. Đó. Và các bạn thấy video mình hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ mình, cũng như là theo dõi các video mới nhất tiếp theo nha. Và video này mình xin kết thúc tại đây, cũng như là
ได้